Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng mẫu rùa cắt chép hình đến từ thương hiệu Huawei và mã sản phẩm là CG2-150. Thì như anh chị thấy thì máy thì kèm một máy rất là đầy đủ phụ kiện, mình có để sẵn cho anh chị luôn rồi. Cho chị thấy ha. Và đầu tiên đi, phụ kiện kèm theo như là ba cái đầu bét cắt này. Chúng ta này. Rồi, catalog hướng dẫn sử dụng này. Hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành đầy đủ chính hãng ha. Chế độ bảo hành lên tới 12 tháng. Bên cạnh đó thì đuôi chuột đi kèm trọng khí vào thì không thể thiếu rồi. Rồi, một cái bộ phận để chúng ta cắt được hình vuông này, cắt theo hình. Còn cái bộ phận mà cắt theo hình tròn thì mình có gắn sẵn trên máy rồi. Tí nữa mình bật máy và test luôn cho chị xem để nó đỡ tốn thời gian của chị xem video hơn. Rồi, dòng này thì nó sở hữu cái công suất. Đấy, dòng này sở hữu cái vòng tua ha. Cái vòng tua của nó lên tới 750 vòng trên phút ha. Cái vòng tua mà tí nữa sẽ mình bật cho mình chị xem luôn. Dòng điện thì con này sử dụng 2.2 rồi. Dòng điện 2.2. Cắt sâu này, con này đạt tới từ 6 cho tới 100 mm ha. Cắt sâu. Với vết cắt đây. Đây thì đường dây khí đây. Hai loại khí đây. Chúng ta chọn khí mình điều chỉnh chỗ này ha. Rồi, bét cắt thì mình có thể điều chỉnh lên xuống nè anh chị nha, điều chỉnh lên xuống rất là dễ dàng này. Phía trên đây mình cũng có thể điều chỉnh cái vật mẫu phía trên này mình có thể điều chỉnh cái vật mẫu cho nó phù hợp với công việc của mình. Rồi, cái cần này mình có thể đưa vào đưa ra ha, nó cũng giúp cho chúng ta dễ dàng thao tác hơn này. Ở trên bộ phận đưa lên đưa xuống thì nó đều có cái thước ha, cái thước đo chúng ta đầy đủ hết. Thì con này sở hữu cái vòng tua từ 0 cho tới 10 này tương đương từ 5 cho tới 750 ha. Đó, và có chế độ đảo chiều luôn nha anh chị nha. Và có chế độ đảo chiều luôn với đèn báo hiệu màu đỏ đây. Thì bây giờ mình sẽ bật luôn cho anh chị xem này, đang tắt này. Rồi mình sẽ bật cái chế độ cao nhất luôn nha cho anh chị dễ nhìn thấy này. Rồi, máy chạy này. Đó, máy chạy rất là nhanh nha anh chị ha. Đó, máy chạy rất là nhanh luôn. Và bên cạnh đó thì phía trên này là cái bộ phận để chúng ta điều chỉnh cái thân máy ha. Đó, điều chỉnh thân máy cho lên xuống nè, cho cái cầu để lên xuống này nha. Và phía dưới này là cái bộ phận motor rồi. Thì kèm với máy thì cũng có cái bộ phận để chúng ta cân bằng này ha, bộ phận để chúng ta cân bằng. Đó, dòng này rất là xịn luôn và chế độ bảo hành lên tới 12 tháng cho anh chị luôn. Đây, máy chạy rất là êm ha, máy chạy rất êm, không gây quá tiếng ồn này. Và rùa thì cắt đúng như cái hình của chúng ta mong muốn luôn. Không sai một ly nào luôn nha. Rồi, hàng này thì chuẩn của Đài Loan rồi, rất là xịn luôn, rất là tốt luôn ha. Đó, hàng Huawei rất là được nhiều nhà xưởng tin dùng nha anh chị nha. Với 100% linh kiện thay thế đầy đủ cho chúng ta luôn. Phía trên này là cái bộ phận để chúng ta tháo lắp này, bộ phận này là bộ phận từ nè, để chúng ta tháo lắp để gắn sử dụng những cái vật liệu hình khác ha anh chị ha. Đó, rất là xịn luôn. Rồi, như anh chị thấy máy rất là đẹp ha, rất to. Rồi, giáp cả thì anh chị có thể để lại cho mình số điện thoại, gọi trực tiếp với số điện thoại online ở trên phía dưới phần video ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay cho mình xin một like này, một subscribe để các động lực review những cái dòng máy rùa cắt chính hãng khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.